Dạ, xin chào anh chị đến với kênh Hiếu Cá Cảnh. Anh chị mua cá, vui lòng liên hệ với số Zalo là 0972 107 313 hoặc truy cập vào trang web là hiếucacảnh.com để đặt cá nha anh chị. Dạ rồi, bây giờ em sẽ lên một số combo cho anh chị nha. Thì những combo này đa số là duy nhất, cho nên là nếu mà anh chị nào đặt sớm, anh chị sẽ nhận cái combo đó. Còn nếu mà đặt trễ thì sự không còn nữa nha anh chị. Dạ, đầu tiên là Blue Coi nha anh chị. Blue Coi là đầu coi mà xanh dương. Đó, thì cái dòng này ở Việt Nam mình mới làm ra nha anh chị, cũng làm được một thời gian rồi, là ở Việt Nam luôn đó, thì làm được cái dòng này đã thuần rồi. Đây là lưu coi, hiện tại thì em có khoảng 10 cặp á, 10 cặp trong cái hồ này, thì bán cho anh chị là 60k một cặp. Nhưng mà nếu anh chị lấy hết 10 cặp lưu coi luôn, nó là 10 cặp nhưng mà máy nhiều, em coi dư được khoảng đông trống thì chắc cũng mười mấy con á, nhờ máy nữa, nhưng mà có con nhỏ, con này con kia, cho nên là em tính chẳng cho anh chị 10 cặp thôi, chứ thực sự nó nhiều hơn nha, nhiều hơn 10 cặp á. Thì cái này em để cho anh chị lẻ là 60, mà anh chị mua hết luôn thì là 500.000 nha, cho hết nguyên cái combo mười mấy cặp lưu coi này á. Tiếp theo là Blue Saban thì em có khoảng 9 cặp á, còn dư được 9 cặp anh chị ơi. Thì Blue Saban em vẫn bán 60k một cặp, nhưng mà em còn combo còn có dư có 9 cặp thôi, nhưng là xả rẻ cho anh chị luôn. 60k một cặp, anh chị mua hết 9 cặp em để 300 thôi. Blue Saban đùi rất là to luôn anh chị. Thì cái Blue Saban thì nghe anh chị biết ha, là màu xanh của Nhật Bản. Thì cái này em nghe nói là lúc mới về Việt Nam á, là cũng phải chịu mấy á, mà như nó nhập từ Nhật Bản không cho anh chị. Thì nó mới ra được cái màu xanh Nhật Bản, thì em nghe nói như vậy thôi nha. Còn như anh chị nào mà biết được cái nguồn gốc của nó thì có thể nhắn trên đây. Cái này thì em không có rành lắm. Dạ. Tiếp theo là rồng đỏ BDS, vây lưng đuôi đồ rất là căng luôn. Anh chị để ý cái bộ này rất là đặc biệt nha, là nó cái bụng của nó, cái phần bụng đó anh chị, là nó ưỡn lên phía trước. Nó cong, nó ưỡn lên. Anh chị rất là đặc biệt, nhìn con cá rất là lực nha. Đó, anh chị để ý cái con này rất là lực, rất là đẹp luôn. Đây là cái một cái bộ mới của em. Rồng đỏ nó có nhiều loại lắm, thì cái loại này là loại mới. Thì cái loại này em để anh chị là 50k một cặp thôi. Anh chị mua combo 10 cặp thì nó còn giảm nữa, chỉ còn 400 thôi nha anh chị. Rồi nếu như mà anh chị lựa những con nào mà lựa đẹp luôn á, em lựa đẹp luôn cho anh chị, thì giá là 80k một cặp, thì là đuôi hắc môn luôn. Nhìn rất là ưng mắt đúng không anh chị. Có những con nó sẽ full tia luôn. Full tia rất là đẹp. Bộ này là bộ tia mà, cho nên là có con nó lên full tia, có con nó không đủ tia thì em bán giá rẻ hơn, chứ full tia thì giá nó cao hơn nhiều. Cái đuôi rất là to, căng luôn nha. Vậy rồi, hồi chiều không biết sao đóng sao mà còn dư được 2 cặp này anh chị ơi. Thì thường là cá em bắt ra rồi là em không có bỏ vô lại. Thì ở đây là coi Red Eerie Bong, full hai tay, thì có một bên tai của nó là nó full chưa hết, nó còn ngay 90-95% anh chị. Mà anh chị thấy là một cái tay thì nó dài, còn một cái tay thì nó khoảng 95% á. Thì cái này em một con full lưng, một con nó cũng gần full lưng rồi. Một con đỏ cũng gần full rồi. Thì cái này em để cho anh chị giá rẻ luôn nha. Là hai cặp này thôi là chỉ có 300 thôi. Đây là em quay máy thôi, còn trống là em sẽ lấy đủ cho anh chị. Thì sẽ thêm hai con trống gen nữa, và thêm hai con trống rip bông nữa để mà cho nó đạp với hai con này nha anh chị. Thì thường máy size cỡ này nó đã có bầu bì rồi, nhưng mà vẫn cứ đạp không sao hết, nhưng cứ lấy cho đủ cho anh chị nha. Dạ rồi, thì tiếp theo là em xin thanh lý hết nguyên cái hồ này, là Molly Short Gone đuôi én. Thì cái này là cá nhỏ nha anh chị, cá tơ size từ khoảng 1,5 tháng đến gần 2 tháng thôi. Nhưng mà nó đã lên hình hết rồi. Ở trong đây sẽ có con lên gon rồi, nó đã kéo hết cái vảy vàng rồi. Có con thì nó chỉ lemon thôi, lemon là có con nửa vàng nửa trắng đó nhỉ, nữa à, chứ không phải là Molygon, là không phải con nào nó cũng lên vàng hết đó. Thì nguyên một cái hồ như thế này đuôi én, anh chị thấy size nó em thông báo là size còn nhỏ nha. Em để nó đẻ nguyên một bầy như thế này, thì em để nguyên bầy này khoảng đâu 50-60 con á, thì em để với 1 triệu thôi cho hết nguyên bầy này. Đó, nếu anh chị lấy hết nguyên bài này em sẽ tặng luôn anh chị thêm cái con giống nữa. Em còn dư một con máy giống. Lúc trước thì em mua một cặp này là 800.000 nha anh chị.
Đó, nhưng mà sau này nó đẻ ra rồi thì bây giờ giá nó cũng xuống rồi thì em cũng xin bán lại hơi nguyên một cái hồ này luôn, với gửi cho anh chị thêm một cặp giống nữa thì là chỉ có 1 triệu thôi. Rồi nếu mà anh chị mua những cái dòng cá giá rẻ hơn nữa thì có em có những cái combo nhập môn, em đặt cái tên là combo nhập môn nha, là combo 10 cặp chỉ có 200 ngàn đến 250 nè, 300 ngàn là những cái giá rất là rẻ luôn. Đó, thì như dụ coi đỏ nè, full gold nè, blue tajan nè, đó em jumbo nè, đó những cái dòng đó là combo anh chị mua combo 10 cặp sẽ có cái giá rất là rẻ, nó chỉ có 200 ngàn 250 cho 10 cặp thôi. Đó là những cái combo nhập môn mà em muốn gửi đi cho những anh chị nào mà mới tập chơi cái kiểu đó, anh chị mới tập chơi thì có thử nuôi trải nghiệm thử cái chất lượng cá bên em. Đó, nếu thấy ok thì ủng hộ em tiếp nha, em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ rồi, thì tiếp theo là rồng xanh thủy sinh. Rồng xanh thủy sinh là sao? Là những cái con rồng thường anh chị chơi nó là rồng xanh thì nó phải ra cái rồng xanh đúng không? Thì cái con rồng xanh này nó có đặc điểm là nó sẽ ra một số loại cái màu khác nữa, nó ra đủ màu đó, chứ không phải là nó ra một màu xanh không. Đó, thì những con chuẩn là sẽ là những cái con màu xanh, còn nó sẽ ra là màu nâu nè, màu đỏ nè anh chị, rồi nửa nâu nửa đỏ là tùm lum hết, thì em sẽ gọi nó là rồng thủy sinh. Thì những cái con này rất là đẹp luôn nha anh chị, nó ra rất là nhiều màu, rất là đẹp luôn đó. Nhưng mà bộ vây lưng của rồng xanh thì chị biết rồi, nó rất là đẹp đó, nhưng mà nó ra là không đúng cái màu xanh của nó, cho nên là bán cái giá khác anh chị, bán chỉ 10 ngàn một con thôi, bán theo kiểu thủy sinh mà cá rất đẹp anh chị ơi. Đây đây là rồng thủy sinh mà em gửi cho khách đây anh chị đó, anh mua 10 ngàn một con, anh mua 5 cặp nó thấy không. Nó tuy là nó hy sinh mà rồng xanh mà nó ra màu đỏ, nó ra màu đỏ mà cái màu rất là lạ nha, nó vừa đỏ mà vừa nâu, đỏ nâu rồi nó ra tùm lum hết đó. Đó thì em sẽ lấy cho anh chị là những con cá đẹp, em lựa những con cá phải đẹp, tuy là nó bị hy sinh nhưng mà phải lựa con cá ngon lành đẹp đó anh chị thấy không, nó đẹp lắm mà 10 ngàn một con thôi, rất là rẻ luôn anh chị. Nhưng mà rồng đỏ mà vây lưng anh chị thấy không, rất là đẹp, anh chị có thể nuôi hy sinh thử thử cái màu này như thế nào đấy. Chứ những cái con mà nó xấu em không có gửi. Rồng thủy sinh nhưng mà cá đẹp nha, rồng thủy sinh nhưng mà em gửi cho chị là cá đẹp thì em mới gửi. Đây. Đó, anh khách anh lấy mà anh lấy cái cá thủy sinh mà cá nó đẹp như như là con cá, còn hơn cái con cá bình thường đúng không anh chị. Dạ rồi, cuối clip thì em xin giới thiệu với anh chị một cái dòng mới này là Silvado Flamingo. Đó, tên nó rất tên ác chiến không anh chị. Thì cái này là em chỉ lên được khoảng nhiêu đây thôi anh chị ơi. À, cá lên ít à, không có nhiều, cái này là cái gì cá mới đang làm cá tơ, nhưng mà em cũng xin giới thiệu với anh chị những anh chị nào mà thích kiểu mới lạ, muốn nhập cá mới đem về nuôi thử. Đây là dòng mới nha anh chị, Silvado Flamingo, anh chị cứ về test thử cái loại cá này. Đây là em, nếu mà anh chị có lấy em lấy cá tơ nha, tại vì cá này nó còn tơ thôi, mới nuôi lên được thời gian là được khoảng gần 2 tháng thôi anh chị, không có to đâu, cá nhỏ nhưng mà vây lưng nó là rất là ngon luôn, nó còn bung nữa, còn cá lớn rất là đẹp anh chị ơi, là Silvado Flamingo. Đây là nhìn từ trên xuống nè đó anh chị thấy không, có con nó màu hồng, cái mình nó màu hồng, còn cái con cái mình nó màu xanh, rất là cũng đẹp lắm anh chị, mà nó dễ nuôi nữa, cái dòng này nuôi nó khỏe lắm. Thì đây là dòng mới cho nên giá trị hiện tại của nó khá là cao nha anh chị, nó không có thấp đâu. Anh chị nào có thể là muốn mà nuôi trải nghiệm cái dòng mới thì có thể là nhắn cho em nha, thì em cũng ít thôi mà em chia sẻ là chia sẻ cá tơ nữa, cá tơ giống như trong clip thôi. Khi nào mà em ra được số lượng nhiều á, cái giá cá nó sẽ giảm xuống, anh chị có thể chơi dễ hơn. Còn hiện tại nếu mà anh chị nào muốn lấy trước á, thì cái giá em báo sẽ khá là cao nha anh chị. Có anh chị nào ưng cái dòng Silvado mới này, cái dòng mới này thì có thể nhắn cho em nha, lên ít thôi tầm 10 20 cặp thôi chứ không có bán nhiều nha anh chị. Dạ rồi, em xin kết thúc clip đây nha. Thì cá em đi hàng ngày cho anh chị luôn, thì mỗi tối là 6 giờ là bắt cá em sẽ gửi lên bưu cục, ở bưu cục nó sẽ gửi đi cho anh chị thì tầm 1-2 ngày, cho những anh chị là ở tỉnh ở Sài Gòn thì nhiều khi 24 giờ anh chị nhận được rồi. Nói có gì thì nhắn cho em. Đó, có vấn đề gì cứ quay con cá lại, quay cá trong bọc là em sẽ bảo hành hết sức nha anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị có một ngày vui vẻ nha.